Hello everyone, welcome back to English Through the Bible. Today is Thursday, the 1st of February. We are going to listen to the Book of Kings and we will learn some nice phrases. Chào mừng các bạn quay lại với chương trình học tiếng Anh qua Thánh Kinh cho hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 1 tháng 2. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn trích trong sách Các Vua và chúng ta sẽ học những cụm từ như sau. First one, to draw near. Oh, it's coming. It's tomorrow already. Điều gì đó sắp đến, sắp xảy ra, thời gian đang đến gần, chúng ta gọi là draw near. Draw ở đây không mang nghĩa là vẽ, mà là kiểu draw, thu hút, kéo về, kéo đến gần. Next one, to give instructions to somebody là hướng dẫn cho ai, chỉ bảo cho ai. To succeed in whatever you do. Thành công trong tất cả mọi việc, thành công trong mọi sự mà bạn làm. To remain faithful to someone. Faith là niềm tin, và như vậy tính từ faithful có nghĩa là tin tưởng, tin vào ai đó. And remain faithful, tiếp tục vững tin vào ai. To conduct yourself là biết cư xử, biết lễ độ, biết lễ nghĩa. On one's behalf, thay mặt cho ai, nhân danh của ai. Chúng ta cùng phát âm lại nhé. To draw near. To give instructions to somebody. To succeed in whatever you do. To remain faithful to somebody. To conduct oneself on one's behalf. A reading from the first book of Kings. When the time of David's death drew near, he gave these instructions to his son Solomon. I am going the way of all flesh. Take courage and be a man. Keep the mandate of the Lord, your God, following his ways and observing his statutes, commands, ordinances, and decrees as they are written in the law of Moses, that you may succeed in whatever you do, wherever you turn, and the Lord may fulfill the promise he made on my behalf when he said, if your sons so conduct themselves that they remain faithful to me with their whole heart and with their whole soul, you shall always have someone of your line on the throne of Israel. David rested with his ancestors and was buried in the city of David. Khi cái chết của vua David đến gần, is drew near, thì vị vua đã give instructions, là đã chỉ bảo cho con trai của mình là Solomon. Và cái lời giáo huấn đó là phải tuân thủ lề luật của Thiên Chúa để làm sao mình có thể succeed in whatever you do. Thì nếu làm như thế thì mới thành công được trong mọi sự, bất cứ nơi nào mà Solomon sẽ bước đi. Và đồng thời như thế thì the Lord will fulfill the promise, Chúa sẽ thực hiện lời hứa của người. On my behalf, nhân thay mặt cho ta, khi mà Chúa nói rằng if your son so conduct yourself, nếu như các con của ngươi, con cháu của ngươi mà biết lễ độ, biết cư xử, biết phải phép và tiếp tục remain faithful to me, vẫn tin vào ta hết lòng, hết linh hồn, thì cái dòng dõi này sẽ còn. Everyone, today the book of Kings has a lovely story about David's teachings to Solomon. Thank you very much and may the Lord be with you.